Ủa cái nhà nào nấu yến vậy anh? Ui sao lại có con thang ở trong thang máy, thang máy á. Ừ. Để ngoài lồng sợ nó chết á, không ai cho ăn, sợ chết thải vô anh khỏi chết tôi dưới rồi. Nhưng mà nó bị cố định ở trong đó mất rồi. Hả? Nó bị cố định rồi, nó ra bằng đường nào? Đâu có đâu. Cố định đường nào? Ủa chui vô lồng kia hả? Có chết cha. Quá anh bay vô mặt quá anh sụp cái cửa luôn. Alo, lỡ ngoài đá luôn. Ờ, còn thang ở trong mới kìa. Mà lỡ ngoài đá. Khách sạn, khách sạn. Dạ dễ chui. Hả? Ui, hai con này nó không có chịu nhau. Hai con này nó dí nhau, nó đánh chứ nó không có chịu nhau. Chim nó đâu có lửa đâu. Con không, con trong có lửa mà nó dí đánh máy. Một con đang có một con khay lông, hai con khay lông. Mày chưa? Rồi, nó sẽ ra một dị nhân, nó sẽ xuất hiện ở đó. Con mày dữ dơ.